đập ở dưới luôn, sâu ở dưới luôn. Cắt rồi, cắt rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng hôm nay thì tiếp tục Bùi Hồ đang có mặt làm nhà mới cho nhà của cô Chính cùng với lại 5 người cháu của cô bác quý anh chị. Và chiều ngày hôm qua thì anh Vũ cùng với lại đội thợ sắt của mình cũng đã có mặt tại Trà Vinh để mà sáng ngày hôm nay các anh có thể tiến hành khởi công lắp ráp cái phần tiền chế cho ngôi nhà. Thì trước khi mà lắp ráp cái phần tiền chế cho ngôi nhà đó thì các anh hỗ trợ dỡ cái phần những cái cây sắt đòn tay trên đó. Và cô bác anh chị có thể thấy là những cái cây sắt này nó hiện nay nó rất là mục và nó rất là yếu luôn. Thành nữ là vừa xét nè, vừa yếu nè và bây giờ nó bị cong nữa. Nên các anh thợ không thể nào mà đứng lên trên những cái cây sơ gồ đó được. Và tiến hành đang tháo dỡ xuống cái phần sắt xong thì sẽ dỡ luôn cái phần gạch ở ngoài trước này cô bác anh chị. Phải nói cũng khá là vất vả. Hôm qua thì dỡ xong cái phần tôn này cũng hết cả một buổi chiều, sáng ngày hôm nay thì tiếp tục dỡ. Ngày hôm nay thì ở ngay tại chỗ làm nó cũng bị ướt, lý do là tối ngày hôm qua thì cũng có những cái trận mưa, coi chừng sét nó văng vô mắt anh Hùng ơi, mày hiểu ha? Đi kia đi. Dạ. Trời ơi, rớt gì vậy? Coi chừng nó gãy ở giữa luôn á. Này không có kiến là trời đeo vô, nó mạt đó, nó ấy nguy hiểm. Cái này nó bắt bằng ốc hả anh hả? Dạ. Mười hai năm hả? Mười hai năm mà. Mười hai năm rồi bây giờ xét hết rồi. Vất vả không cô bác anh chị? Thấy rất là cực luôn. Còn ở đằng sau này á thì các chú cũng cắt bỏ bớt cái phần tre cho nó ve vô cái mái nhà ha anh Bông? Đúng rồi. Anh dính lên luôn. Dạ. Hôm qua đi mệt không anh Bông? Mệt lắm rồi. Dạ hả? Đi dắt chèo thì nó khỏe hơn dắt xe. Con cái quá bự rồi. Xe chạy nó nhiều hơn đúng không? Xe chạy nhiều hơn, cái bụi nhiều lắm. Đi buổi khuya thì nó ít xe. Nó mình buồn ngủ nhưng mà con cái nó ít xe, nó ít bụi. Cho nên mình đi giờ nói không biết, giờ đi bằng ngày cũng mệt rồi, đi bằng đêm cũng mệt. Có nghĩa là đi buổi tối á thì buồn ngủ. Đúng rồi. Mà ít xe. Còn đi ban ngày thì xe nhiều, bụi nhiều mà nó con cái là nó đỡ mệt. Đúng rồi. Mấy chỗ thì nó không biết đi đâu, đi không quen luôn. Cái này cá mùi lần nó mới quen quá. Cái này chắc cũng phải chặt thêm vài cây nữa hả? Hay là cây này là xong rồi? Ở miền Tây á, thì thường là trước đây á, vào những thế kỷ trước năm 2000 á, thì thế kỷ thứ 20, cô bác quý anh chị biết là dựng nhà đa số bằng tre này, tre với lại lá. Những năm 90 á, tre với lại lá thì dựng nhà, thì một cái ngôi nhà bình thường thì cũng sử dụng được mười mấy năm. Tuy nhiên thì thời buổi bây giờ thì ở miền Tây lại sử dụng nhà
tiền chế nhiều hơn, vừa tiết kiệm được công và vừa tiết kiệm lại tiền luôn. Tại bây giờ dựng lá thì phải nói tốn khá là nhiều tiền luôn. Bây giờ thì sử dụng ở nhà tiền chế nhiều. Thông tin với cô bác anh chị là ngôi nhà tiền chế là hiện nay miền Tây sử dụng khá là nhiều. So với ở khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung thì không có sử dụng ngôi nhà tiền chế và sử dụng ngôi nhà xây gạch, nhưng mà phải cái nền cứng và thấp. Thành nữ là tùy theo vị trí địa lý của mỗi vùng á, thì ví dụ như miền Trung thì mưa bão nhiều nên thành nữ sử dụng ngôi nhà cho nó thật là chắc chắn, rồi cái độ cao nó cũng thấp hơn so với ngôi nhà của miền Tây. Còn ngôi nhà của miền ở miền Tây á thì ở các tỉnh như là Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang nè, Bạc, ở những cái tỉnh mà không phải là ven biển á thì ở trong này nó ít bão hơn, nên thành nữ là ngôi nhà như thế này bão nó cũng không có nhiều á. Thành nữ là những ngôi nhà này nó cũng khá là an toàn. Nên có nhiều cô bác của anh chị bình luận là nói rằng là nếu như mà ngôi nhà tiền chế mà ở ngoài quê á, cái cô bác của anh chị thì có thể là gió cấy là nó bay luôn, nhưng mà ở miền Tây thì khác ha. Để thông tin với cô bác của anh chị là như vậy. Ở đây thì không có sợ bão mà sợ nước về á. Ở như Đồng Tháp á, là nước về thì mỗi lần nước về á là phải dựng cái ngôi nhà sàn cao lắm. Hồi sáng giờ lay quay quà chưa xong luôn Khánh hả? Dạ. Nó khó quá hả? Nữa miếng nữa. Được chưa? Quay em. Chạy nữa không? Chạy đi cho dẫn chân luôn. Có ngày đấy riêng. Cái thằng này là của thằng Dách bên đó. Thằng này Dách bên đây. Thằng nào? Để riêng ra để em xuống nữa. Dách bên đó. Dách bên đây phải không? Cái đuôi chỉ gì đâu là cái hướng nằm ở đó đó. Để đi chút xíu nữa là qua đường này nó không? Sáng ngày hôm nay thì trời cũng khá là xanh và thời tiết cũng khá là tốt. Ngày hôm qua thì anh hợp với lại các anh cũng dỡ cái phần dắp lá ra rồi. Tuy nhiên cái phần này những cái con ốc nó bị sét hấp dẫn không có được, thành nữ là phải dùng cái máy cắt ra. Trời ơi. Có chừng nha, nặng nha. Ngôi nhà của cô Chính này thì so với ngôi nhà của cô Út thì mau hơn không anh Dũng?
trên là cũng tương đối với nhau anh, tại cái này nó hơi bự hơn chút. Dạ. Dạ. Nhưng mà em thấy là có hai phần dách rồi, hai cái phần mặt dựng đằng trước rồi. Dạ dạ. Dạ. Thì nó em nghĩ nó mau hơn hả? Dạ. Dạ. Chắc khoảng 2 ngày anh Vũ ha. Dạ 2 ngày. Dạ. Hôm qua đi về buổi sáng so với đi buổi tối thì như thế nào? Mình đi buổi tối thì cho lính nó ngủ lận đêm nó khỏe hơn cái mình đi buổi tối. Dạ. Để buổi tối thì nó thức khuya á anh. Dạ. Sáng cái nó hơi mệt. Dạ. Nên em đi trước cho nó ngủ người trọ cái nó sáng nó khỏe hơn. Cái tôn của mình á. Dạ. Thì so với tôn trước thì nó chắc so với tôn của nhà cũ nó chất lượng hơn nhiều không? Dạ chất lượng hơn nhiều. Tại vì lúc trước mấy cái tôn là mình mua loại tôn chợ mà nó không có chất kẽm nhiều á. Bây giờ tôn của mình tôn của thằng ấy đâu mà của thằng Đông Á luôn. Đông Á nó chất kẽm nó nhiều, cái là chất liệu nó tốt hơn. À. Mình xài có thể là 30-40 năm bình thường. À. Chứ còn Sài Gòn này cũng vậy, của thằng Hòa Phát với thằng Hoa Sen không à. À. Cho nên chắc kẽm mình rất là nhiều, anh xài cái độ bền nó rất là cao. Dạ Sago thì để ở trong nó không bị mưa thì nó cũng nó có nghĩa là không bị mưa thì nó cũng lâu xét đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Thiếu Lâm hả? Để mà đi giờ mình dựng khoảng 2 ngày xong không anh Vũ? Xong anh. Dạ, ngày hôm nay là mình sẽ dựng lên luôn hả? Ngày hôm nay nếu như mà nắng tốt gì là có thể em dựng lên em lợp luôn. Ngày mơ bắt đầu em dựng mấy cái vách phòng cái nữa là hoàn thiện. Dạ. Còn chờ là cho anh Hợp anh xây cái mặt trước với cái cửa buồn. Dạ. Vậy là mình làm ở đây trước cho nó xong để cho các anh thợ hồ sẽ làm tiếp theo. Dạ. Sau đó mình sẽ qua bên nhà của cô Út để khoét mấy cái cửa sổ. Dạ, dạ, dạ. Lại làm lại cái bếp ga ha. Dạ. Chắc cũng khoảng 3 ngày hả anh Vũ ha. Dạ, lên nhà cô Út cũng hết mà ăn buổi rồi cũng chết như ngày đi. Dạ. Bây giờ mấy anh đi cũng khá là xa, cũng khá là cực luôn. Và hiện nay công trình ở quê thì cũng còn nhiều nhiều lắm. Anh nữ là cũng sắp xếp công việc cho nhanh đi còn về làm mấy cái công trình ở nhà nữa. Dạ. Dạ. Rồi thôi, cố gắng là anh Vũ ha. Dạ. Dạ. Còn cái phần tiền còn lại á thì sau khi hoàn thành anh hoàn thành cái công trình của anh xong. Bây giờ sáng ngày hôm nay thì hai anh thợ hồ cũng không có còn làm hồ mà chuyển sang dỡ nhà. Làm ở dưới quen leo lên cao không quen là chóng mặt liền á. Chú ơi nó còn dính con ốc chú. Một đồng leo cây mà mừ chứ tôi cũng không có một đồng nhiều đó. Dạ hả? Anh Hùng leo được hả? Leo dạ. Dạ. Có nghĩa là lâu leo lâu trèo cao cái thành nữ mình trèo lần gung lắm. Có lên 20 dạ. Mà em nói thật chứ là mấy cái công trình ở quê nó đỡ vất vả đỡ nguy hiểm hơn mấy công trình cao ốc ở Sài Gòn ha. Bây giờ cô bác anh chị thấy mấy anh này làm vất vả chứ. Thật ra những cái công trình cao ốc là mấy anh leo còn phải nó còn cao cực kỳ nữa. Khoảng vài chục mét là chuyện bình thường. Dạ. Hôm nay giả xong hả anh Hồ? Cái ốc này tháo ra xong hả? Ốc tháo ra trước bữa mình lấy đồ mình đóng ra. À. Cố lên anh lớn ơi. Lớn mấy hôm trước là ở dưới đất, hôm nay là lên nóc nhà lên tháo lên nè. Đúng rồi. Xong còn ra xong hết chưa? Hãy đứng ở trên nóc nhà đó dưới đất cái cái này chắc cao 2,5 m quá anh Hùng. Dạ từ ở dưới nền lên tới trên cây ngang này nè. Trên hả? Gần 3 m hả? Cái gì?
mắm đây nè. Lấy cái gì lấy chả con này. Vui hết rồi hết không? Ừ, chả nè. Ôi, hay vậy. Rồi, tốt. Ờ, để chỗ nằm chịu vậy đi. Rồi qua lấy cái kia cũng bị gan lại vậy đó. Là lấy hai cây xuống luôn hả? Dạ. Ở lên trên đứng gió là gió là không được mẹ chứ. Rồi qua đây cổng cột lên đi gan vậy đó. Giờ cái nhà nó không thể ở cái khâu này không thể làm nhanh được. Làm phải từ từ cho nó cẩn thận anh Hùng ha. Nó xét trơn chứ phải mà nó móc mỡ còn mớ dặn ra đồ thấy chứ vậy. Dạ. Thấy vậy chứ cũng khoảng cỡ buổi sáng mới xong á. Cái vách này hôm trước là nhà đóng tạm bợ bằng cây á ha. Cây alu không? Dạ cây với ba alu. À, nữa là đóng tạm tạm vậy thôi. Ngăn một cái vách phòng. Ăn thua mày chảnh mày mấy tao nương theo mày mà. Còn dính gì vậy? Lên rồi đó. Đâu dính kìa. Ấy đây là cũng ra phá trước nè. Cho nó xuống này. Xuống cái đây. Đã lên cho nó xuống ngay chiều. Bên kia chưa xuống không? Xuống chưa? Rồi, xong rồi. Trời ơi nó xét hết. Nó mục đến trong luôn nè. Còn bên kia nó còn liền lại nữa đúng không? Đu xuống luôn. Mày đu xuống đó ai bình thường gì đâu mà. Anh Hùng, anh lớn không có đu giống anh như anh Hùng được. Được không? À được mà. Lên đó gỡ mấy cái gâu ra. Anh Tú hả? Tí xíu khiêng mấy cái giường này để chỗ nào anh Tú? Ở cái tủ này nè. Với lại cái giường ở trong á để cho nó gọn lại. Rồi, xong. Nè, nó có thể lông ra ngoài sau lấy xuống luôn đó. Ai ai chừng gớt xuống cái tủ. Bắt đứng lại chút quá Tú. Bắt sát đứng lên. Là bắt sát nó cột đắng á. Bắt sát nó cột đi, nó không có cái cây đó, nó bị vậy, nó yếu.
tôi chết. Cắt rồi, cắt rồi. Sau một thời gian thì những cái cây á, những cái cây sắt nó ghép ở trên này nè cô bác anh chị cũng đã xong hết rồi. Bây giờ các anh sẽ tiến hành gỡ cái phần này ra, gỡ cái dắp tôn đồ ra, rất là tạm bợ luôn. Cái này là cô chính rồi đó, tự chấp giá vô á. Có đinh nhiều không? Cái đó miếng đó làm cái trống được ạ. Trời ơi, rớt gì vậy? Alo hả? Cái nào mình sử dụng được thì sử dụng, không sử dụng được thì mình bán bớt để cho nó gọn rẽ cái ngôi nhà, chứ mình nhìn thấy nó kiểu như là nó quá bề bộn rồi. Trời ơi, còn dách này nữa hả anh hả? Này dỡ nguyên cây là cắt ra nguyên cây ấy luôn chứ. Dỡ nguyên về ra luôn. Cái này là cái gì à? Alu hả anh? À, nhưng mà mình dỡ ra mình thấy ngôi nhà của cô chấp giá, nhìn thấy ngộ ghê ha. Nhìn lại anh. Cắt dây điện nó bỏ luôn đi, tại dây điện nó cũng đâu còn xài nữa. Ơi, này cắt này luôn nè, dây điện này nè, cắt cho nó đứt kia đi. Một hết rồi. Dây điện nó dính vô cọng dây nhỏ nữa kìa. Cực quá. Rút cái cây ra được không anh Lớn? Rút ra. Đúng rồi, lòn lòn rút ra. Ờ nó còn gờ luôn chưa? Gờ luôn rồi đúng không? Khiên qua anh Tú rồi. Xong. Cái này.
Đúng rồi, chiều đó đó. Ê, nó sức ra. À, để cho lấy cái miếng này ra đi anh lớn ơi. Còn cột ở trên kìa anh lớn. Hạ xuống đi, hạ xuống luôn đi. Nặng lắm. À, dê lại. Trời ơi. Nằm xuống luôn, cho nằm xuống. Trời ơi. Này đem ra bỏ hết luôn. Không miếng nào xài được. Anh Tú ơi, chiều nay nói cô Chính kêu người nào mua phế liệu á, mua được nào mua đi để dẹp bớt anh Tú ha. Anh Tú, mấy người mua mũ á. Bẻ cây đó xuống anh Tú ơi, cái cây ở trên á, bẻ xuống, nó mũi ghê quá. Kìa, đó còn đó chổi lên kìa. Nói với cô Chính cái này đem đi bỏ luôn chứ hả? Này mục hết à. Ôi trời ơi. Này là như là cái nào mà để được thì để, nào không để nên bỏ, đừng có tiếc. Để cái đồ cũ lại cái là anh Hồng ơi. Anh lớn ơi. Anh với anh Tú khiến này nè. Nè, khiến này đem ra ngoài kia bỏ luôn, xỉu quá nè. Anh Tú ơi. Lấy chân hương rồi xúc. Lấy nhang đồ để qua anh kia. Đó, còn cái này đem qua. Cái này nó sử dụng hết được anh Tú ơi. Bỏ luôn đi. Lấy cái giỏng ra. Tại vì mình phải dẹp bớt thì sau này cái ngôi nhà cất xong á nhìn nó mới đẹp. Mới sao đồ mới vô nó đẹp. Đúng rồi. Lấy đồ cũ vô nó xấu. Mà cái này cũng hư hết rồi. Hư hết rồi. Anh khiêng ra ngoài đó đi rồi cô Chính lựa lại. Cô Chính lựa lại nào chừa được chừa. Anh cứ để lên đầu tủ kìa, để lên đầu tủ kìa anh Tú. Cái nhà mà mình không ở là một, nó dễ ấy lắm. Nhà mà không có người ở thì nó mau hư lắm. Một mối. Con này nữa nè, cái này nữa nè, cái này cũng bỏ luôn. Kinh khủng lắm. Cái này đâu mở ra mở vô được nữa. Cái này đem ra ngoài luôn. Rồi đem cái tủ đó ra bỏ luôn. Tủ đó không còn sử dụng được nữa. Cái này chắc làm củi luôn á. Cái này chắc đem ra nấu bánh tét quá. Giống như bánh tét cà cuông vậy hả? Làm củi chỉnh luôn. Có chừng nha, có chừng nha. Trời ơi, trời ơi. Kinh khủng không?
Thôi ngôi nhà vậy chứ đa số là còn toàn bộ là sử dụng sau thời gian, bây giờ còn lại những cái vật dụng trong nhà mối một ăn đó, gần như là phế liệu hết rồi. Lúc vừa tháo xuống thấy căn nhà thấy cũng còn đường lắm, nhưng mà khi tháo nhìn thấy là cả đường một hết sắt. Cửa sổ này cũng dở ra cũng hư luôn nè. Đó, tháo ra hết một cánh rồi. Cửa lớn. Coi như buổi sáng này các anh cũng đã chuẩn bị cái khâu dọn dẹp cũng đã xong. Ok, cái này xong rồi. Cắt ra, cắt ra đúng không? Màu quá. Cái đó là còn sử dụng được nha anh. Cái này mà dở cái mặt trước ra nữa là ngôi nhà nó đẹp liền luôn á ha, đúng không anh Hùng? Đây đúng. Cái này nè. Lâu đằng sau. Quét cái này lên, đủ quét cái này cho nó ra là cái này nó giảm liền. Đấy, cây nó cắn này nè. Quét cái này. Đập cái tường ra trước ha anh. Đúng rồi, đập cái tường ra trước đi. Có râu chứ không có thì được. Bây giờ hiện ra đúng không? Dạ. Giờ cái tủ ra đây rồi mình đập cái vách tường. Cái tủ đó còn nguyên mà đúng không anh? Còn nguyên mà. Dạ. Bây giờ chiều nay kêu gốp rồi khi nào rảnh á, kêu chính á lau lại. Dọn dẹp cho nó sạch sẽ tí xíu. Còn nguyên. Ờ à, anh cứ đẩy đó nhưng mà anh quay cái mặt thiết ra ngoài trước nha. Quay cái mặt thiết ra trước. Anh quay cái mặt thiết ra ngoài trước. À đúng rồi. Bây giờ các anh thợ cũng sẽ đập cái phần gạch ở ngoài trước nè. Mặt dựng ngoài trước cô bác anh chị. Để sau khi mà cắt cái ngôi nhà xong á thì cái phần này nó sẽ nhìn ngôi nhà rất là sáng. Còn cái mặt trước này thôi. Khá là cực ha. Coi chừng nó gãy cái cột luôn không anh? Chắc đập cái này cũng khoảng nửa tiếng à.
Đúng rồi, anh đập cái khung bông ra đi, anh hợp nó đúng á. Hiểu quá. Có nghĩa là không chịu cái phần không có cái cây này đập cũng hơi nguy hiểm anh Hùng ha. Không cái cây sắt ngang á. Trời ơi. Trời ơi. Dạ chú ơi, nó ngã đó, coi chừng cái tường nó ngã đó. Nói ra, nói ra. Cái tường nó đang bị rung rinh luôn rồi đó. Nó ngã cái chân, có dựng ngã cái chân nó bật ra nha anh Hùng. Em thấy cái tường nó nguy hiểm đâu đó. Đó. Rồi sao anh không đập mày dưới luôn à? Nó ở dưới nó sức luôn rồi đó anh lớn. Đập ở dưới luôn, sâu dưới luôn. Đập ra ngoài luôn. Trời. Lấy cái cửa ra ăn chi? À, cái cửa này cũng hư rồi. Xong. Rồi coi như là đã hoàn thành xong cái công đoạn dỡ nhà vào buổi sáng. Bây giờ thì chắc có lẽ là buổi hồ xin kết thúc video clip tại đây các bạn chị, tại vì video clip cũng khá là dài rồi. Còn trưa chiều ngày hôm nay thì buổi hồ sẽ cập nhật thêm cho cô bác anh chị biết về cái dựng cái phần nhà đó, để cho cô bác anh chị thấy tiến độ được cái công trình đang xây dựng đến đâu. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.